Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào các Phật tử học viên. Hôm nay là ngày khai giảng lớp Pali căn bản online, và cũng là ngày đầu tiên mà sư hướng dẫn lớp Pali học trên mạng. Dạ. Đã lâu tôi cũng đã từng đắn đo và suy nghĩ có một dịp nào đó mình sẽ học thử Pali ở trên mạng, nhưng mà suy nghĩ chắc có lẽ sẽ rất là khó khăn với các Phật tử khi mình học một cái cổ ngữ mà học ở trên mạng như thế này. Tức là thường mình chỉ học trực tiếp, nhưng bây giờ mình học qua công nghệ thông tin này có thể là ít nhiều mình gặp khó khăn. Nhưng mà trước tiên đó là xin chúc mừng các Phật tử, đó là ít nhất qua cái khóa học này đó là mình có thể đọc được Pali, có thể sau một cái khóa học khoảng 3 tháng rưỡi chúng ta có thể tụng đọc được kinh điển, tụng được kinh Pali giống như phần lễ bái Tam Bảo được suôn sẻ. Ít nhất là chúng ta cũng làm được như vậy. Còn phần có thể dịch thuật được kinh điển gì đó thì sư không dám hứa. Cái phần đó là mình muốn làm được thì chúng ta phải ăn phải ngủ với kinh điển Pali thì mình mới có thể làm được. Còn việc học ở đây thì chắc có lẽ chỉ là có thể giúp các Phật tử mình đọc được những từ ngữ Pali, giúp mình có thể tụng đọc được kinh điển Pali bằng cách là nhìn vào ở trong sách mình đọc được, hoặc khá hơn tí nữa thì có thể giúp mình tra cứu, ví dụ cần tra cứu một câu kinh điển nào đó ở trong bản dịch mà người ta đã dịch xong, và mình cần đối chiếu lại xem lại từ ngữ đó, thì đó là dành cho những người khá hơn, chỉ chừng đó thôi, và chứ không giúp đến mà các Phật tử mình có thể dịch được kinh điển thì không có đến tới khả năng đó. Vậy để làm được cái công việc đó thì rất là khó. Thì ở đây thì cũng thông báo với các Phật tử đó là vì mình học ở trên Zoom như vậy nó có cái giới hạn của nó, tức là số người tham dự tối đa chỉ khoảng 100 người thôi, mà suy nhìn ở trên Zoom là hiện là số người đã tham dự đủ 100 người, đúng 100 người. Cho nên nếu mà các Phật tử mình muốn vào nữa thì cũng không vào được. Cho nên chúng ta cứ ở ngoài và tham dự lớp học bằng cách là học qua livestream của cô Vương Ngọc Tranh hoặc là của Thi Lam, để chúng ta không bị mất bài học. Rồi vào những ngày sau khi mà số lượng người tham gia ít lại thì mình có thể vào học trực tiếp ở trong Zoom. Còn bây giờ thì nếu mà chúng ta cố gắng vào thì cũng không vào được, và chúng ta cũng bị mất bài học đi. Và trong những bài học đầu tiên như vậy thì với việc học cổ ngữ thì nó rất là quan trọng. Nếu mà mình bị mất căn bản rồi thì chúng ta không thể học được những bài sau. Về phần tài liệu bài học đó, về phần tài liệu bài học thì qua phần bây giờ trước khi phần bài học sư muốn nhờ anh bên kỹ thuật viên ảnh hướng dẫn cho các Phật tử mình một tí đi, rồi chúng ta sẽ xem qua phần sư sẽ giới thiệu qua phần tài liệu bài học luôn cho nó dễ. Mình học ở trên Zoom như vậy thì có một số kiến thức với các Phật tử mới mà mình chưa biết, thí dụ như là học Pali thì nó không phải học giống như là trên về phần giáo lý mà các Phật tử mình cứ ngồi nghe, mà đòi hỏi mình phải phát biểu, phải trả bài, phải học bài. Do đó mình cần phải giơ tay, phải có ý kiến, nói qua lời giống như là ở tại lớp thì lớp nó mới sinh động được. Do đó mình mà cần phải có một số kiến thức về kỹ thuật ở trên máy móc khi mình sử dụng điện thoại hoặc là laptop. Giờ xin mời anh Cát Khánh sẽ lên hướng dẫn cho chúng ta một ít kiến thức đó
rồi sau đó sư sẽ hướng dẫn, sư sẽ chia sẻ về phần tài liệu học và bài học ngày hôm nay ha. Giờ sư xin mời anh Cát Khánh đi, anh Cát Khánh mình có khoảng 5 phút chia sẻ cho các Phật tử ha. Dạ. Rồi mời anh. Sư dừng cái xe screen để con bắt đầu. Ủa, nhưng sư đâu có phần chia sẻ đâu, đó rồi. Rồi mời anh đi. Dạ rồi. Dạ, thì mọi người đã đăng nhập vào được Zoom rồi. Thì mọi người biết là sẽ có hai cách đăng nhập vô. Thì từ cái link của Vương Ngọc Trân thì có hai cách. Một là mọi người nhấp trực tiếp vào cái link ở đây thì nó sẽ mở ra cửa sổ, mình có thể trực tiếp đi vào meeting. Còn nếu thứ cách thứ hai là khi đã cài đặt Zoom rồi thì mình nhấp vào chọn Join Meeting và gõ cái số meeting ID. Thì cái số meeting của lớp học mình là 456-457-4580. Mình gõ cái tên mình vô. Thì tại lớp học thì cũng có nhiều người nên mấy anh chị vui lòng là gõ tên hoặc là cái pháp danh nào mà mọi người được nhận biết để có thể tiện xưng hô và trao đổi. Dạ, thì cái password để gia nhập Zoom là 123456. Nếu mà anh chị đã đăng nhập bằng link rồi thì mình không cần phải nhỏ password nữa, mà nó sẽ mở trực tiếp vô cửa sổ. Rồi đầu tiên là nó mở cửa sổ là video review. Thì các anh chị có thể là chọn cái chức năng là Join with video hoặc là Join without video. Thì nếu chọn chức năng ở trên đây thì nó sẽ mở webcam. Trong chế độ thiết lập của Zoom á, thì là 100 người tham gia thì sẽ có tối đa là 40 người có thể chia sẻ webcam. Thì khi mình chia sẻ bằng webcam thì cái đường truyền nó sẽ tốn bằng dung lượng nhiều hơn, thì có thể nó ảnh hưởng tới âm thanh. Bởi vì khi mà có âm thanh có vấn đề thì mấy anh chị thử tắt bớt webcam. Thì sau khi mình chọn chế độ video rồi thì nó tới chọn chế độ là audio, tức là âm thanh. Thì mọi người có thể chọn là cái call with internet audio, thì tức là chọn bằng internet, hoặc dial in nếu mà cái đường internet mình có vấn đề không đăng nhập được thì mình chọn cái dial in. Một số anh chị thấy là đăng nhập vô thì có cái logo biểu tượng, chẳng hạn như logo chùa Siêu Lý hoặc một số hình ảnh hoa văn, thì cái đó là nhờ mình phải đăng nhập từ trang web của Zoom. Có thể phải dùng tài khoản của Facebook hoặc Google, và mình tạo tài khoản từ Zoom thì mình đăng nhập và tạo một cái nền background hoặc logo được. Thì khi đăng nhập vào Zoom thì có một số chức năng cơ bản mấy anh chị có thể thấy trên đây. Một đầu tiên là chức năng mute. Thì khi mà mình trong lớp học khoảng 100 người thì khi một người phát biểu thì mấy người khác thì nên là tắt bớt cái micro để mình không làm phiền, hoặc là trong cái khu vực mình có nhiều cái âm thanh ồn ào thì mình có thể tắt cái này, thì lúc mình nói thì âm thanh sẽ không có thu được và truyền tới mọi người. Cái thứ hai là cái biểu tượng Start Video, thì đây có chức năng tắt và mở webcam. Thì khi mọi người muốn show webcam thì mở chức năng này, muốn tắt thì bấm một lần nữa. Cái thứ ba là chức năng Join with Audio, thì cái này khi mà vô rồi thì mình đã chọn rồi. Còn chức năng thứ tư Manage Participant thì chỉ có Host, tức là cái của sư hiện lên thôi. Còn mình thì sẽ có chức năng nhấp vô đây thì mình sẽ có là danh sách những người tham gia. Mình mở vô sẽ thấy được những người cùng tham gia. Còn cái chức năng thứ năm là chức năng em đang sử dụng là chức năng chia sẻ màn hình của mình. Thì trên điện thoại, trên laptop thì có màn hình chia sẻ nó có hơi khác nhau một tí. Thì phần sau em sẽ nói rõ hơn. Thì khi phát biểu thì mọi người, nếu mà có người đang phát biểu mà mình muốn thêm ý kiến thì mình có thể sử dụng chức năng chat này. Thì có thể trên điện thoại mấy anh chị thì không thể hiện chức năng chat, thì mình phải có bấm một cái nút More thì màn hình sau sẽ nói rõ hơn. Dạ, nút này là khi mà mình muốn ghi âm lại hoặc ghi trong màn hình của cuộc buổi bài học hôm nay. Dạ, khi mà mình muốn rời khỏi cái lớp học thì mình bấm nút này. Thì trên màn hình ở trên điện thoại á, thì nó khác nhau một tí, thì nó gọn hơn.
Thì tương tự vậy vẫn có chức năng, chẳng hạn chức năng là tắt hoặc mở âm thanh, chức năng tắt mở video, chức năng chia sẻ màn hình, chức năng xem những người cùng tham gia, rồi chức năng tắt giảm âm thanh, chức năng đổi camera mặt trước mặt sau, xem lại cái ID của lớp học và dừng lớp học. Thì chẳng hạn như chức năng chat ở trước mình không thấy thì mình bấm vào chức năng more này, nó sẽ hiện cửa sổ chat lên. Thì chẳng hạn như có một số điện thoại á, thì nó màn hình mình nếu chế độ đứng thì nó sẽ nhỏ hơn. Mình sẽ thấy chủ yếu là có 4 nút là chẳng hạn như là bật tắt âm thanh, tắt mở video, chia sẻ và xem danh sách người tham gia. Nếu mà mình muốn coi về chức năng chat thì mình phải bắt đầu phải vô trong đây, chọn more. Thì khi mà mình chia sẻ cái màn hình thì nó có hai cách. Thì trên điện thoại iOS thì mình bấm chức năng chia sẻ thì nó có thể lựa chọn một số chia sẻ như là hình ảnh từ cái ổ đĩa, từ những ổ đĩa mạng hoặc là từ cái trang website. Còn trên chia sẻ Android cũng tương tự như vậy, thì cũng có hình ảnh, có những tài liệu, ổ đĩa mạng và website. Và nếu mình chọn chia sẻ màn hình là nó sẽ chia sẻ tất cả những gì đang hiển hiện trên màn hình điện thoại của mình. Nếu mà sử dụng cái laptop á, thì chức năng chia sẻ nó sẽ được mở rộng linh hoạt hơn. Tức là mình sẽ chia sẻ, mình mở rộng được những cái ứng dụng khác, chẳng hạn như là Windows, Excel, PowerPoint, để mình có thể chia sẻ cho mọi người, mở website, hoặc là mình tạo một cái whiteboard, tức là một cái bảng trắng để có thể viết lên. Thì khi mà mình muốn gần chia sẻ, mình sẽ bấm như nút Stop Share ở đây. Dạ, thì có một số cái tham khảo, những đường link tham khảo chú ý từ trang download.vn, thì có hướng dẫn sử dụng Zoom lên điện thoại, chia sẻ màn hình và hướng dẫn chi tiết. Thì các anh chị có thể tham khảo cụ thể thêm. Tài liệu này em sẽ gửi bạn Trân để có thể post lên cho mấy anh chị có thể xem lại. Dạ. Dạ con xin hết rồi sư. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn. Rồi, đó là một số thông tin về máy. Nói như vậy thì ai có kiến thức một ít thì nghe mới kịp. Theo sư thì nếu mà với những người mới thì chắc vẫn là rất khó. Nhưng mà chúng ta cứ từ từ đi ha. Cứ từ từ đi rồi chúng ta tìm hiểu thêm. Chủ yếu là nãy mình còn thiếu phần giơ tay phát biểu gì đó nãy, nhưng có chưa nãy. Đây, cứ từ từ cái gì chúng ta sẽ học thêm ha. Bây giờ hôm nay thì để coi nhiều về phần hôm nay là buổi học đầu tiên về phần tài liệu học đó. Thì phần tài liệu học thì tài liệu Bali này thì mình sẽ học theo cái bộ tài liệu mà sư máy soạn mới. Bộ tài liệu này thì gồm 4 tập, nhưng mà hiện thì mới soạn được 3 tập thôi, tức là 2 tập đã được hoàn tất, 3 tập 3 thì sắp xong, tập 4 thì mới vừa có kế hoạch. Dạ, tức là mình học
nếu mà học chọn 4 tập này thì mình học xong tập tài liệu học văn phạm Mali mà theo cuộc đời Đức Phật. Đây là bài tập tài liệu mà sư sau thời gian sư đi học ở trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ, sư học Anh văn mà thấy người ta học Anh văn mà tức là người ta soạn theo cách học học văn phạm, học bằng cách một đoạn văn, tức là sau một đoạn văn đó người ta trích ra cái phần văn phạm ở trong đó, thì sư mới nghĩ là tại sao mình học Bali mình không làm như vậy. Thì sư về sư mới tìm cách sư viết một đoạn văn Bali nhỏ nhỏ rồi thử mình để văn phạm Bali vào ở trong đó. Dạ. Và nghĩ đến là việc mình đưa lịch sử vào Đức Phật ở trong đó để mình học thử. Thì làm như vậy thì các học tử mình khi mình học về văn phạm Bali á, mình vừa nhớ được văn phạm mà vừa nhớ được luôn cả lịch sử Đức Phật, thì nó sẽ dễ học hơn cho mình. Thay vì mình học về văn phạm Bali mà mình nhớ con trâu nó con trâu, con bò, con chó, con heo gì đó, mình nhớ những từ ngữ đó thì nó khó nhớ. Thì mình nhớ về về cuộc đời Đức Phật, về Phật pháp, nhưng về những lời dạy của Đức Phật thì có thể nó dễ nhớ hơn và nó cũng có lợi ích nhiều hơn cho mình. Tức là học xong cái bộ văn phạm này thì mình vừa có được kiến thức văn phạm mà mình vừa có được lịch sử Đức Phật, một số kiến thức giáo lý. Đương nhiên về mặt từ ngữ thì nó có một ít khó khăn, vì từ ngữ Phật pháp thì nó sẽ khó hơn rất nhiều. Nhưng mà nếu mà mình chịu khó học thì mình cũng có được nhiều lợi ích. Về tài liệu thì học bài nào thì người ta sẽ đăng lại trên Facebook cho mình bài đó. Với các Phật tử mình ở xa, với các Phật tử ở xa, mình chịu khó, mình trước khi học thì người ta đã đăng lên cái bài đó rồi, cho nên mình chịu khó mình lấy tập vở gì đó mình chép lại cái bài học đó. Rồi lúc mà học xong thì nghe lại, chép thêm những cái gì cần chép. Còn đối với các Phật tử mà ở Sài Gòn thì nếu mà về chùa được, hiện sư còn khoảng 30 bộ, 30 bộ của tập Bali, Bali 1. Nếu mà ai đến trước được thì sư tặng mỗi người một bộ. Còn các Phật tử ở xa thì chắc là không thể gửi được. Đó là ưu tiên cho những người ở gần, thân bằng quyến thuộc gần. Tặng mỗi người bộ, chỉ còn khoảng 30 bộ thôi. Thì đó là đối với các Phật tử ở Sài Gòn. Còn các Phật tử ở xa thì chịu khó ghi chép đi. Theo tài liệu giống như đăng ở trên mạng. Bây giờ bữa nay buổi đầu tiên thì mình học học một tí đi, chứ để nói vòng vòng mất thời gian của mình. Buổi đầu tiên mình sẽ học về các mẫu tự Bali giống như bài đăng ở trên mạng, nhưng ở đây sư sẽ soạn lại ngắn gọn để cho mình dễ học. Thì ở trong tiếng Bali thật ra thì cũng khá đơn giản, tức là nguyên cái ngôn ngữ của họ thì chỉ có 41 chữ. Đây là 41 mẫu tự. Thì trong đó thì chỉ có 8 nguyên âm gọi là sarat và 33 phụ âm gọi là vinchanat. Tính lại với tiếng Việt mình thì mình còn khó hơn nhiều. Nguyên cái ngôn ngữ của người ta có 41 chữ là khá đơn giản. Để học, để nhớ mẫu từ Bali thì có thể học một buổi làm nhớ hết. Còn nếu mà phiên âm theo Latin nữa thì với người Việt mình học Bali thì là tiện nhất, tại vì nó viết gần giống như là tiếng Việt của mình. Việt mình thì học Bali mình viết khá tiện, nhưng mà nói về viết theo âm Latin. Giờ hôm nay thì cái trong tập 1 này thì mình trong tài liệu này sư soạn mỗi một tập mình có 16 bài. Dự định học khóa cái lớp đầu tiên này mình 16 bài này mình học khoảng 3 tháng rưỡi. Sau khi học xong 3 tháng rưỡi này thì mời các Phật tử mình về chùa một lần, sư đãi một buổi cơm, làm một bài tập kiểm tra để xem coi sau 3 tháng rưỡi đó mình nhớ được gì.
coi như sau 3 tháng rưỡi mình gặp nhau một lần ở tại chùa, rồi làm một bài tập kiểm tra. Rồi nếu mà coi khả quan sau bài tập kiểm tra đó, xem coi mọi người có được điểm như thế nào, có thể học tiếp quyển 2 được hay không, thì sẽ học tiếp quyển 2. Còn nếu không được thì học lại quyển 1. Rồi bây giờ chúng ta xem thử học 8 nguyên âm trước. 8 nguyên âm trước. Không biết là sư nói như vậy mình có nghe được rõ hay không à. Sư kiểm tra lại bên phần chat coi, không biết sư nói như vậy các tử mình có nghe được rõ hay không à. Dạ, con kính chào sư rõ lắm ạ, thưa sư ạ. Nói nghe rõ, nghe được hả? Dạ, thưa rồi, sư rõ ạ. Dạ. Tại em cứ im ru, không biết là có nghe được hay không. Dạ, nếu mà nghe rõ được gì thì tốt quá. Dạ, như vậy thì hầu như mọi người đều nghe được, vậy thì tốt. Tại đến khi phần đọc này thì phải nghe rõ thì mới có thể đọc được. Còn nếu mà nghe không rõ thì mình không thể nào đọc được. Rồi bây giờ đến phần đọc. Sao nó có cái gì này? Phần đọc. Phần đọc. Đây là 8 nguyên âm. 8 nguyên âm. Tức là mình có, chúng ta thấy các chữ này gần giống như là tiếng Việt của mình, không có gì khó cả. Giống tiếng Việt của mình. Mình có 8 nguyên âm đó là A, A, I, I, U, U, E, O. Đó là 8 nguyên âm. Tức là chữ A không thì đọc giống như chữ A có dấu sắc, chữ A gạch ngang thì đọc giống chữ A bình thường, chữ Y không thì giống đọc giống chữ Y có dấu sắc, chữ Y có dấu ngang thì đọc giống chữ Y bình thường, chữ U không thì đọc giống như chữ U có dấu sắc, chữ U có dấu ngang thì đọc giống chữ U bình thường, chữ E thì đọc giống chữ E bình thường, chữ O thì đọc giống chữ O. Xin lỗi, chữ E thì đọc giống chữ E, chữ O thì đọc giống chữ O, âm O của mình. Cho nên mình có 8 nguyên âm đó là A, A, I, I, U, U, E, O. A, A, I, I, U, U, E, O. 8 nguyên âm. Nhưng mà trong 8 nguyên âm này chúng ta xem lại á, mình thấy là người ta đọc là có âm ngắn, âm dài. Ở trong Bali nó rất là quan trọng cái âm ngắn âm dài này. Nếu mà mình đọc mà mình không phân biệt được âm ngắn âm dài á, mai mốt mình đọc sai hết và mình viết cũng sai hết. Nó sai cả cái cách phát âm và cả cái cách mà việc ngữ nghĩa của nó. Và mai mốt nếu mình đọc sai cái âm này, mai mốt mình đi tụng kinh mình cũng không có tụng được với người ta. Ở trong chư tăng theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, ví dụ như là mình đi Thái Lan, đi Myanmar, đi Sri Lanka, rồi sở dĩ quý sư đọc tụng với nhau được á, là do cái cách phát âm giống nhau. Tức là phát âm ngắn âm dài này tương tự với nhau, mà nhờ đó mà quý sư tụng đọc được. Còn nếu mà phát âm không giống nhau thì không đọc tụng đọc được. Tức là âm ngắn âm dài này tương tự với nhau. Bây giờ trong 8 nguyên âm này á, thì mình có 3 nguyên âm là nguyên âm ngắn. Tức là mình thấy những nguyên âm mà nó không có dấu này nè. Là á, ý, ú. 3 âm này thì là âm ngắn. Những âm mà không có dấu mà mình đọc giống như có dấu sắc đó là 3 nguyên âm ngắn. Tức là mình có là á, ý, ú. Á, ý, ú là 3 nguyên âm ngắn. 5 nguyên âm còn lại vậy chứ em mà là a a i u e o a i u e o. Như vậy trong 8 nguyên âm thì 3 nguyên âm ngắn, 5 nguyên âm dài. 3 nguyên âm ngắn là a i u,
năm nguyên âm dài đó là a i u e o. Rồi bây giờ sư sẽ lặp lại một lần nữa, rồi sau đó mọi người giơ tay lên để cùng đọc ha, để đọc mỗi một người đọc một lần. Dạ, mỗi một người đọc một lần. Rồi sư đọc lại một lần nữa, đọc 8 nguyên âm dài, sau đó đọc 3 nguyên âm ngắn, rồi đọc 5 nguyên âm dài, rồi sau đó mọi người đọc theo tuần tự giống như vậy. A a i i u u e o, a i u, a i u e o. Bây giờ sư sẽ mời ai đọc được thì mình sẽ giơ tay lên, giơ tay lên, rồi sẽ mời theo tuần tự từ trên xuống. Giờ trong phần này giơ tay lên này, tại xưa ở đây sư không quan sát được. Giờ anh Cát Khánh anh quan sát giùm sư, anh mời ai người là người giơ tay lên đó anh Cát Khánh ạ. Tại sư xe nhưng vậy sư không nhìn thấy, anh mời giùm sư được không? Dạ, dạ vậy xin mời cô Kim Cúc rồi cô Lâm Thị Phương. Yeah. Mời, mời mời từng người anh. Dạ. Ai đọc rồi thì bỏ tay xuống rồi mời tiếp tục theo từng người, rồi xin xem qua khoảng 5-10 phút gì đó mình sẽ học tiếp. Rồi mời đi anh cứ mời theo từng tự, tức là người nào đọc xong rồi mời tiếp. Dạ vậy xin mời cô Kim Cúc à. Dạ tôi xin đọc sư. A a i i u u e o e o a a o. Đúng rồi. Rồi đọc phân biệt ba đoạn âm môn sư. Đúng rồi, đọc phân biệt nữa. Ba nguyên âm đoạn là a i u và năm trường âm nguyên âm là a i u ê ô. Chắc đọc ơ này quen đọc tiếng Pháp rồi chứ gì không. Rồi mời người tiếp theo đi anh. Dạ mời Lâm Thị Nương ạ. Dạ con xin đọc ạ. A a a i i u u u u e o. Ba ngắn đó là a i a i u, và năm nguyên âm dài đó là a i u e o. Ta chú ý thấy gì chứ quan trọng lắm ạ. Những buổi đầu như vậy chúng ta đọc sai rồi trở thành thói quen không sửa được. Phải để ý những thấy như vậy chứ quan trọng lắm, nó vào ở trong tâm thức mình khó sửa lắm. Yeah. Rồi mời người tiếp theo đi. Dạ dạ xin mời Tuyên Quỳnh ạ. Hello, dạ xin mời Tiên Quỳnh ạ. Chị Tiên. Dạ, dạ, dạ nghe rõ không ạ? Nghe rõ. Dạ, bà sư con xin đọc 8 nguyên âm. A, A, I, I, U, U, E, O. 3 nguyên âm ngắn. A, I, U. 5 nguyên âm dài. A, I, U, E, O. Đó, con xin hết. Rất tốt, đọc rất tốt. Dạ, con xin mời Phi Sương ạ. Dạ, con thưa sư con xin đọc 8 nguyên âm là á, a, ý, y, ú, u, ê, ô. Trong đó có 3 nguyên âm ngắn là á, ý, ú và 5 nguyên âm dài là a, y, u, ê, ô. Đó. Đó, dạ, thưa sư con. Dạ. Dạ, con xin mời cô Diệu Bảo ạ. À.
Bảo. Alo, dạ cô Dự Bảo. Con xin đọc tám nguyên âm á a ý ê ú u ê ô ba đoạn âm á ý ú năm trường âm a y u ê ô. Con xin hết. Dạ, xin mời anh Lập Trần ạ. Cô cái gì mà? Dạ. Cô Lập Trần hả? Dạ, con thưa sư ạ. Rồi. Con thưa sư, con xin đọc ạ. Dạ là tám nguyên âm ạ. A, A, I, I, U, U, E, O. Và ba đoạn âm là A, A, I, ú và năm trường âm dài là a i u e o. Giỏi, quá giỏi. Mới thực tế này là hoàn toàn mới mà đọc được như là quá giỏi. Con xin mời Thanh Hoàng ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ. Xin chào cả nhà, con xin đọc tám nguyên âm. Rồi mời cô qua. Là con chào sư ạ. A a i i u u e o ba nguyên âm ngắn ạ. A i u năm nguyên âm dài ạ. A i u e o. Dạ con xin hết ạ. Dạ à, các phật tử ở Hà Nội học Pali cũng giỏi quá hả? Dạ sư khen và động viên. Xin mời Chi Phạm ạ. Dạ vâng, con xin đọc 85 ạ. A a i i u u e o. Con xin đọc 8 nguyên âm ngắn là a i u. 5 nguyên âm dài còn lại là a i u e o. À, cái này cũng mới nè, là cũng tốt ha. Là 141 tỷ 283 triệu đồng, gồm 16 phòng áp lực âm, 30 máy thở. Alo. Dạ sư cho con đọc được không sư? Rồi mai mai đọc đi. Dạ cho con xin đọc tám nguyên âm. A a i i u u e o. Trong đó ba nguyên âm ngắn là a i u và năm nguyên âm dài là a i u e o. Dạ con xin hết. Rồi đọc đọc. Có còn ai nữa? Dạ dạ không à, có Phạm Tịnh Thảo ạ. À. Dạ xin mời Phạm Tịnh Thảo. Sư con xin đọc ạ. A a i i u u e o ba đoạn âm a i u năm nguyên âm dài a i u e o. Dạ xin hết ạ. Rồi, tốt. Dạ, con xin mời Tánh biểu hiện. Dạ, con xin đọc là tám nguyên âm A, A, I, I, U, U, E, O. Ba đoạn âm A, I, U. Năm trường âm là A, I, U, E, O. Rồi, tốt. Cố gắng đọc lớn lớn lên nha. Đọc lớn lên xin mới nghe. Dạ. Ừ, đây là được rồi. Dạ, con xin mời Long Liễu Tham Ma Nan Đí. Dạ, mời sư con xin được đọc ạ. Rồi, mời anh Tham Miên Cá.
Dạ, con xin đọc tám nguyên âm ạ. Á, a, ý, y, ú, u, ê, ô. Ba đoạn âm ạ. Á, ý, ú. Năm trường âm ạ. A, i, u, ê, ô. Rồi, táo. Dạ. Dạ. Hiện tại không còn bạn nào giơ tay nữa sư. Có còn ai không anh? Dạ, dạ không còn ai giơ tay nữa sư. Dạ. Rồi nếu không còn ai nữa thì mới giơ tay ạ. Sư, con muốn đọc sư. Rồi, mời, mời. Dạ, con cần an, con đảnh lễ sư. Con xin đọc tám nguyên âm. A, A, I, I, U, U, E, O. Dạ, là ba đoạn âm. A, I, U, năm trường âm. A, I, U, E, O. Dạ. Rồi, cảm ơn. Rồi, có còn ai nữa? Thấy tới 100 người tham gia mà chỉ có mười mấy người giơ tay à? Dạ, hiện tại không có ai. À, như tới 20 có người. Có Trần Văn Điền ạ. À. Dạ, con xin mời. Rồi, mời đi. Đọc đi. Tập đọc mới được, học cổ ngữ này mà không tập đọc là không được đâu. Đây là bài dễ nhất. Dạ, vậy con xin mời Trần Văn Điền ạ. Như đang thử mic gì mà nghe rẹt rẹt. À, không nghe hả? Dạ, chắc là bật cái mic lên chưa được ạ. À, chắc chưa biết chưa ra cách bật mic. Cũng có thể là một số người chưa biết chưa làm sử dụng cái công nghệ này cho nên chưa có dám tham dự, là chưa làm cái vụ bật mic tham gia để có thể nói chuyện. Dạ bạch sư, con xin đọc lại được không ạ? Thôi đọc một lần thôi, đọc một lần được rồi, tại mình còn bài học khác nữa. Dạ vậy con xin mời thêm Nguyễn Thị Thùy Linh ạ. Rồi. Dạ, mà phần này mình còn phần mình còn, nếu mà không ấy thì mình còn phần trả lời câu hỏi, mình còn lặp lại các phần này. Dạ con xin đọc ạ. Rồi. Á, a, ý, y, ú, u, ê, ô. Ba nguyên âm ngắn là á, ý, ú. Năm nguyên âm dài là a, i, u, ê, ô. Rồi, cảm ơn, đọc rất tốt. Dạ, con xin mời Phụng Diệp ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Tám nguyên âm là á, a, ý, y, ú, u, ê, ô. Ba nguyên âm ngắn là á, ý, ú. Năm nguyên âm dài á, a, y, u, ê, ô. À, dạ, cô xong gì đó hả? Cô gì đi dạ, Vũ Lộc đó thưa sư. À, cô Vũ Lộc đó hả? Dạ, oh. Dạ con. Dạ con chào sư tôn kính. Tốt quá. Dạ con đảnh lễ sư. Rồi, bấm này là phải không? Dạ. Anh Điền có thể mở micro lên được chưa ạ?
có thể cũng có nhiều người muốn tham gia mà chưa rành chưa mở đầu được. Dạ sư sư cho con share lại cái phần đó, nó chắc nãy con nói nhanh quá sư. À, để thôi cứ từ từ đi, bây giờ tại nó bị đứt đoạn bài học tập, tại mình có livestream nó bị đứt đoạn này. Dạ hiện tại không còn ai giơ tay nữa sư. Rồi vậy bây giờ mình bắt đầu phần mới ha, phần mới đó là phần tám nguyên âm. Còn những phần tám nguyên âm này chúng ta đều đọc được rất tốt. Bây giờ mình sẽ học thêm một phần thứ hai là phần phụ âm. Giờ phần 33 phụ âm danh chân nát. Phần 33 phụ âm này mình chia nó ra thành hai phần. Trong đó mình có 25 phụ âm nhóm gọi là quát gác và 8 phụ âm nhóm ngoài biệt gọi là C6 quát gác. Dạ. Bây giờ cái nào nhiều quá để học sau đi. Dạ, cái nào ít học trước. Dạ. Giờ chúng ta sẽ học 8 phụ âm nhóm ngoài biệt trước. Hồi nãy là mình đã học được 8 nguyên âm. Bây giờ nếu mà chúng ta học được 8 phụ âm nhóm ngoài biệt nữa là chúng ta đã học được 16 chữ. Dạ, coi như là 41 mình giải quyết được 16. Dạ, bây giờ cứ giải quyết từng phần cái nào dễ học trước. Dạ, đây là 8 phụ âm nhóm ngoài biệt. Dạ, 8 phụ âm nhóm ngoài biệt. Rồi bây giờ chúng ta nghe đọc 8 phụ âm nhóm ngoài biệt. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Ở đây có hai phụ âm mà nghe hơi khó nghe, đó là phụ âm rá là phụ âm lưỡi với lại phụ âm chữ L chấm dưới lá. À, hai phụ âm đó nghe hơi khó nghe đó, vì hai phụ âm này muốn đọc được là chúng ta phải cuốn lưỡi lên và đánh cái lưỡi vào cái nóc họng. À, đưa cái lưỡi lên, đánh cái lưỡi vào cái nóc họng, rá, rồi một cái là lá. À, còn chữ L mà không có chấm dưới thì cái lưỡi nó đánh vào cái răng, lá bình thường. Còn L mà có chấm dưới thì cái lưỡi nó đánh vào cái nóc họng, cuốn cái lưỡi lên và đánh nó vào cái nóc họng, lá. Ở đây thì lá bình thường. À, giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Sẽ đọc lại. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Cái chữ M chấm dưới này mình đọc sao mà cho có cái giọng mà nó chạy lên mùi. Vừa cái giọng vừa có ở cổ họng mà vừa ở mũi là đúng. Ăn, ăn, ăn. Tức là vừa có ở cổ họng mà vừa có cảm giác là nó chạy lên mũi mà. Thì là đúng. Vì nó có hai âm giọng. Cái chữ M chấm dưới. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Cái này chắc hơi khó một tí ha. Hơi khó một tí so với 8 nguyên âm lúc nãy. Nãy là chuối người ta lột xong rồi mà chuối chín nữa. Còn cái này chuối chưa lột mà chuối này mới vừa già già thôi, chưa chín lắm. Dạ, cho nên chịu khó tí. Giá, rá, lá, hóa, xá, há, ló, ăn. Sẽ đọc lại lần nữa. Giá, rá, lá, quá, xá, há, ló, ăn. Giờ phần này chắc mời một số học viên đã từng học đó mình giơ tay mình đọc trước, sau đó thì mời các học tử học viên mới mình cùng giơ tay tham gia để đọc. Nếu mà các học viên cũ mình còn đó mình giơ tay mình đọc trước, rồi sau đó mời các học viên cũ mình học viên mới mình cùng giơ tay để mình đọc thêm.
Rồi mời các tỷ. Rồi mình đã có 7 người giơ tay. Anh Khánh mời dùm sư đi. Dạ, xin mời chị Phước Duyên ạ. Dạ, thưa sư. Xin đọc. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Cứ đọc từ từ ha, đọc từ từ để mọi người nghe. Đọc dạ, nhanh quá, mọi người nghe. Xin đọc lại ạ. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Rồi. Rồi, mời Ngọc Trân ạ. Dạ, thưa sư đọc. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. À, mọi người vẫn đọc tốt, vẫn đọc khá tốt. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ, con xin đọc. Giá, ró, lá, quá, xá, há, ló, ăn. Rồi. Dạ rồi, xin mời chị Hoa Nguyễn ạ. Dạ, con xin đọc. Giá, rá, lá, quá, xá, há, ló, ăn. Rồi, tốt. Dạ rồi. Con xin mời số học viên mới là chị Tiên Bình nè. Dạ thưa sư, con xin đọc. Sorry. Rồi, xin mời trên kệ. Sao vậy anh Khánh? Dạ hình như Tiên Huỳnh có nãy mới nghe tiếng mà. À dạ, dạ Tiên Huỳnh đây ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc tám nguyên âm nhóm ngoại biệt. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lắc, ăn. Rồi, đó. Dạ rồi, xin mời Khánh Hoàng. Dạ, con bạch sư, con xin đọc ạ. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Ờ, tốt. À, ta đọc chữ L rồi cũng tốt quá hả? Không đọc chữ L thì ta sao? Lá, ăn, lá. Dạ. Xin hết ạ. Dạ, rồi con xin mời Lập Trần ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Dạ. Giá, rá, lá, quá, giá, rá, xá, há, lá, há, ăn. Sao ai đọc theo anh sao mà nghe không rõ vậy? Không. Thế còn loa nào, con loa nào bự vậy? Dạ, thưa sư, con đọc này ạ. Giá, rá, lá, quá, xá, há, ló, ăn. À, tốt, tốt, một vị đó mới được. Dạ, con xin mời Trí Đặng. Dạ, con xin được đọc ạ. Giá, rá, lá, quá, xá, há, ló, ăn. Dạ, con xin mời Phi Sương ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc nhật tám phụ âm ngoại biệt. Giá, rá, lá, quá,
sa ha la ăn. Con xin mời chị Diệp. Con nghe. Lâu dạ con mời cô Diệu Bảo ạ. Diệu Bảo đọc rồi. Cô Diệu Bảo đọc rồi. Diệu Bảo đọc rồi. Nghe đọc rồi là bỏ tay xuống. Dạ dạ. Dạ con xin mời chị Quyền. À, dạ thưa sư con xin đọc ạ. Mẹ đưa tay hả? Thưa mẹ. Thưa sư con xin đọc ạ. Rồi. Giá rá lá quá xá hả lá ăn. Nó đọc hơi lạ quá hả? Được rồi, xin mời cô Kim Cúc mà. À, dạ thưa sư con xin đọc. Giá rá lá quá xá hả lá ăn. Dạ sư hết thưa. Đó. Dạ xin mời Nguyễn Thị Thị Linh ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Giá rá lá quá xá há lá ăn. Nà đọc. Dạ con xin mời Thu Xuân ạ. Dạ con xin mời Thu Xuân, dạ không biết nghe rõ không ạ? Dạ thưa sư con xin đọc. Dạ gì không nghe tiếng. Alo. Con sẽ mời lại. Khánh ơi nghe không Khánh? Nghe rồi, nghe rồi. Dạ, thưa sư cho con đọc tám phụ âm nhóm ngoại biệt. Giá rá lá quá xá há lá ăn. Dạ rồi, xin hết. Dạ thưa sư con xin đọc. Giá rá lá quá xá há lá ăn. Rồi đó. Dạ con xin mời Giang Cẩm Ái ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Giá rá lá quá xá há lá ăn. Rồi đó. Dạ con xin mời Từ Tịnh ạ. Rồi. Ở cái bản nào giá rá lá quá xá há lá ăn.
đọc từ từ ha, đừng vội quá, đọc từ từ cho nó. Dạ dạ con đọc lại. Giá rá lá quá xá há loá ân. Dạ con xin hết ạ. Dạ con xin mời Chi Phạm ạ. Dạ alo, con xin đọc tám phụ âm nhóm ngoại biệt ạ. Giá rá lá quá xá há loá rá ân. Chi Phạm phải cố gắng đọc lớn lên nữa mới được. Dạ. Dạ con xin mời Kiwi ạ. Dạ con xin đọc tám phụ âm ngoại biệt. Đọc lớn lên. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lắp, ăn. Rồi, cố gắng đọc lớn lên nha. Nói chuyện lớn dữ lắm mà nói nhỏ tí quá, đọc nhỏ tí quá. Dạ, con xin mời Phụng Diệp ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ơn. Dạ, con cảm ơn sư. Xin mời Thùy Trang. Dạ thưa sư, con xin đọc. Giá rá lá quá xá há lá ăn. À, tốt. Dạ. Dạ con xin mời Lon Liễu Tham Má Nan Đi. Không nhanh đông luôn. Dạ thưa sư, con xin đọc. Gì vậy? Dạ. Lá. Rá. À, gì? Rá. 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 Lá. Quá. Xá. Há. Lá. Ăn. Không có nhắc. Ai đọc, đọc người thôi. Con chẳng quen sư. Đọc lại, đọc lại đi. Sao vậy xưa con xin đọc ạ. Rồi. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Rồi, đó. Dạ. Dạ, con xin mời Thủy ạ. Dạ, con xin phép đọc ạ. Giá, rá, lá, quá, xá, há, lá, ăn. Con không rõ giữa cái chữ L và chữ giữa lá và cái lá có dấu nặng. À, cái âm trên đó là cái lưỡi đánh vô cái răng. Cái L chấm trong dưới đó, cái lưỡi đánh vô cái răng. L chấm dưới cái lưỡi đánh vô cái nóc hầm. Đó. Lá. Lá là âm trên, lá âm dưới. Dạ, cuốn cái lưỡi, cuốn cái lưỡi đánh lên cái nóc họng là âm dưới. Dạ. Cái lưỡi đánh vô cái răng là âm trên. Đọc sao mà vậy là đúng. Dạ. Lá, lá, lá thì nó mang dấu sắc nhiều lá. Hơn. Lạ như thế. Ừ. Một cái người ta gọi là âm răng, một cái âm nóc họng, âm lưỡi. Dạ, vâng, con cảm ơn sư. Lá, lá, lá. Dạ. Dạ, con xin mời Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Giá, 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 quá, quá, xá, há, giá, ăn. Ăn. Dạ, dạ xin vị nào đã giơ tay rồi xin hạ tay giùm con, với vị nào lúc mà đọc theo mình tắt mic để cho bạn đang đọc có thể nghe đọc rõ. Đúng rồi, à, đọc theo mình tắt mic. Dạ, con xin mời Trúc Như. Dạ, con
Dạ ngô vật bậc sư con xin đọc tám phụ âm nhóm ngoại biệt giá rá lá quá xá há lá ăn. Chúc Như cố gắng đọc con... lớn lên à, đọc lớn lên nữa. Dạ ngô vật con cảm ơn sư. Đọc rõ nhưng mà đọc lớn lên. Dạ ngô vật. Dạ con xin được là người khác đi, người khác đi. Bây giờ chắc mình học còn nữa hả anh Khánh hả? Dạ còn Sa Nguyễn và một người nữa xin. Rồi còn người nữa đọc luôn đi rồi mình học thêm năm phụ âm nữa đi. Năm phụ âm nữa. Hay làm thư giãn một tí. Dạ xin mời Sa Nguyễn ạ. Dạ không có nghe. Alo, dạ dạ con xin mời An Trần đọc trước. Dạ con xin đọc sư. Giá rá lá vá xá há lá ăn. Dạ con xin hết. Rồi đó. Dạ vậy con xin mời Sa Nguyễn đọc ạ. Mời Sa Nguyễn. Không thấy chắc mình bỏ qua đi à, bỏ qua sang Nguyễn đi chờ thêm một phần mới ha, một phần mới thư giãn tí. Bây giờ học thêm năm con số để tối ngủ đếm cho nha. À, các Phật tử nào chưa giơ tay thì để mình học năm con số này rồi giơ tay mình sẽ đếm năm con số này. Dạ. Giờ tập học thêm năm con số để tập đếm làm quen với cách đọc chữ. À, học nhớ được năm con số này thì mình cũng nhớ được một số mẫu từ. Con số một số chữ thì mình chưa học nhưng mà tập đếm nhớ thầm nó trước một cái đi. Rồi đến khi học mẫu từ học thêm. À. Có ai đó tắt mic đi, tắt mic thì sẽ không bị như vậy. À. Có ai đang nghe như vậy thì tắt mic đi thì nó sẽ không bị. Dạ đúng mà. Dạ sư bấm nút mute all đi sư. Tôi nghe trong participant. Thì bị như vậy sư lại phải tắt xe. Giờ mình sẽ nạp học 5 con số đếm cho thư giãn tí thay vì học mẫu từ. Giờ hôm nay mình học 16 chữ đó thôi. À, học 16 chữ đó thôi. Bài học đó mình học 3 buổi. À, mỗi một bài mình học 3 buổi. Học 3 buổi cho luôn cả phần giải bài tập. Thì 16 bài mình học 16 buổi. À, 16 tuần. Mỗi tuần học 3 buổi, mỗi tuần học 1 bài. Dạ. Yeah. Bây giờ học thêm 5 con số để tập đếm. À, giờ đây mình có 1, 2, 3, 4, 5. Bài số 1 này mình có 10 số và học 5 số trước. Giờ trong Bali mình cũng có số đếm. À, số đếm đây là những con số đếm. 1 là y cá. 2 là đuối. 3 là tí. 4 là chát tú. 5 là panh chát. À, đọc lại. Một là e cá, chữ e nãy nè. Bây giờ nó ghép lại. E ghép lại với chữ k đọc lại là e cá. Hai là đuý. Ba là tí.
4 là chát tú, 5 là banh chát. Đọc lại ha. 1 là ê cát, 2 là đuý, 3 là tí, 4 là chát tú, 5 là banh chát. Rồi lần nữa, 1 là ê cát, 2 là đuý, 3 là tí, 4 là chát tú, 5 là banh chát. Rồi lần nữa, 1 là ê cát, 2 là đuý, 3 là tí, 4 là chát tú, 5 là banh chát. 1 là ê cát, 2 là đuý, 3 là tí, 4 là chát tú, 5 là banh chát. Còn nếu em thuộc rồi không cần đọc 1, 2, 3, 4, cứ đọc là ê cá quý tí chát tú bành chát, ê cá quý tí chát tú bành chát, ê cá quý tí chát tú bành chát. À, cứ đọc vậy thôi. Đọc nằm thầm chừng nào tối chừng nào ngủ quên thôi. Sáng thức dậy đọc nữa. Mày mốc nhớ số mà liền không, quên số tiếng Việt mất. Rồi giờ ai đọc được giơ tay lên. À, tập đọc thử. Anh năm con số. Rồi chúng ta nghỉ. Rồi mình thấy được 6-7 người giơ tay rồi đó. Anh Khánh mời giùm sư đi. Rồi có 10 người. Đọc xong 10 người này là cũng đủ rồi đó. Mình cũng sắp hết giờ. Đọc học bao nhiêu đây nữa chúng ta nghỉ vừa. Coi như là học ở trên đây cái thấy các Phật tử mình cũng chịu tham gia. Hay học học ngoại ngữ là phải chịu tham gia như vậy thì mới được. Dạ. Chứ học là nếu mà sư cứ ngồi nói một mình thì không được. Dạ. Đuý, vậy thì tí, lớp học mấy hương chá tú bình chá. Dạ, nhân xin mời Trần Văn Điền á. Dạ. Dạ. Để lớp mời mời từng người đọc ha, mình đừng có cầm mic đọc đọc một mình như vậy. Để lớp mời từng người thì nó có thứ tự. Dạ. Tại Trần Văn Điền bị trục trặc micro vậy con xin mời Kim Cúc à. Cô Kim Cúc. Ê cá đuý tí chát tú bành chát. Sao vậy? Sao nãy giờ chưa có ai lên đọc anh Cát Khánh? Dạ, cô Kim Cúc đọc mà không bật mic. Dạ, con xin mời Tiên Quỳnh. Dạ, kính bạch sư, con xin đọc. Ê cá đuý tí chát tú panh chát. À, Tiên Quỳnh học Bali giỏi nha. Nãy giờ là đọc tiếng được. Dạ, con xin mời Lập Trần. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Ê cá đi tí chát tú chát tú bành chát. Rồi tốt, như chưa thuộc bài lắm phải không, mai trả bài lại nha. Học dần là sư. Dạ con xin mời Trí Đặng. Dạ con xin được đọc. Ê cá túy tí chát tú bành chát. À tốt, đọc rất tốt. À, con xin đọc lại nha sư. Kim Cúc được. Ê cá đuý tí chá tú bành chá. Hết thôi. Rồi đó. Dạ con xin mời Chi Phạm ạ. Dạ con xin đọc số đếm từ 1 tới 5 ạ. Ê cá đuý tí chá tú bành chá. Rồi, được rồi. Con xin mời Thanh Hoàng ạ. Dạ, con đọc ạ. Ê cá, quý, tí, chá tú, panh chá. Rồi. Mấy số này mấy mốt các tử mà đi vào Miến Điện mà Thái Lan đâu nói mấy số này cái sư biết hết. Nói gì nói panh chá, quý, tí gì cái sư biết. Dạ. Thì con xin mời Liên Thức ạ. Ê cá đuý tí cá tú panh cá. Panh cá ha, panh cá ha. Panh cá. Dạ, à. Con đã xong á.
Bàn chá. Dạ, con xin mời Phi Sương ạ. Dạ, thưa sư, con xin đếm số. Ê cá, tí. Ê cá, quý, tí, chá tú, bàn chá. Dạ, dạ thưa sư, xong ạ. Dạ, con xin mời Nguyễn Thị Thị Linh ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Ê cá, đí, tí, chá, tú, bàn chá. Rồi, dạ, con xin mời An Trần ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Ê cá, đí, tí, chá, tú, bàn chá. Rồi, dạ, con xin mời Lâm Thị Nương ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Ê cá, quý, tí, chá tú, bàn chá. Dạ, con xin mời Tánh biểu hiện ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc là Ê cá, quý, tí, chá tú, bàn chá. Dạ, con xin mời Giang Cẩm Ái ạ. Bàn chá. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ê cá, túy, tí, chá tú, bành chá. Rồi, tạm. Đấy, con xin mời Kiwi ạ. Dạ, con xin đọc. Ê cá, bí, tí, chá tú, bành chá. Ok, nhanh lên. Dạ, con xin mời chị Huyền ạ. Lại cần đọc lại gì đâu. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ê cá, quý, tí, cha thú, an chá. Con xin mời Trần Đáo Nguyệt ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ê cá, quý, tí, cha thú, an chá. À, đó. Dạ. Con xin mời Loan Liễu Tham Má Nanh Đí. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Ê cá, quý, tí, cha tú, bành cha. Rồi, đọc. Dạ, con xin mời chị đọc luôn. Dạ thưa sư, cho con xin đọc. Ê cá, một, đi, hai, tí, ba, cha tú, bốn, bành cha, năm. Dạ con hết. Dạ. Dạ con xin mời Thùy Trang ạ. Dạ con xin đọc. Ê cá, quý, tí, chá tú, bàn chá. Dạ con xin mời Tiên Quỳnh ạ. Tiên Quỳnh đọc rồi mà. Dạ dạ, chơi bạn nào đọc rồi hạ tay xuống tại nó thứ tự. Dạ con xin mời Quyền Lê ạ. Dạ con xin đọc ạ. Ê cá, đí, tí, chá tú, bàn chá. Dạ, dạ. Con mời bạn nào lấy số 456, 457, 54580 đọc. Dạ thưa sư, con xin đọc. Nên sử dụng tên ha, không nên sử dụng số như vậy, nên sử dụng tên của mình. Dạ thưa sư, con xin đọc. Ê cá, đuý, tí, chá tú, bánh chá. Sử dụng tên vô, không sử dụng số. Dạ. Dạ, nếu được xin mọi người để tên có dấu, nhiều khi con bỏ dấu lại sai tên mọi người. Xin lỗi. Đây, con xin mời Ti Ti Hoa. Sử dụng tên biết có dấu, tại lớp học mà đâu có gì đâu phải dấu. Dạ con sư sư, con xin đọc ạ. Ê cá, đuý, tí, cha tú, bánh chá. À. Dạ, con xin mời Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Ê cá, quý, tí, cha tú, bánh chá. Con xin hết ạ. À. Dạ, con xin mời bạn lấy nick là Chi iPad ạ. Hai trăm tròn à? Có một tỷ ba tỷ.
em làm có như mời đen Khánh mời lại đi. Như chi iPad không có xài micro. À vậy ạ. Tới bây giờ thì còn vài phút nữa cũng hết giờ rồi, chắc lớp học kết thúc ở đây ha, tại mình còn phần tụng kinh hồi hướng. Tôi hẹn gặp lại mọi người buổi học sau nha. Coi như hôm nay thì lớp học được kết thúc rất là tốt, và buổi học đầu tiên thành tựu quá tốt đẹp. Coi như mọi người cũng năng động tham dự lớp học rất là vui. Hy vọng buổi học sau đó mọi người cũng cố gắng tham dự lớp học như vậy, để lớp học của mình được sinh động hơn. Rồi bây giờ mời xin chào lại cho lớp học cho người dẫn chương trình mà. Hôm nay có ai ạ?